Với cái combo trị giá 31 triệu anh em nhé. Mic 7525 mã. Bộ mic này rất là hay anh em nhé, giá rất hợp lý, chỉ 2.600.000 đồng thôi. Đó, loa thì em sẽ giới thiệu về loa trước. Loa thì em sử dụng cặp lắc 12, quá quen thuộc rồi anh em. Đó, với cặp này giá tại chỉ 10 triệu thôi, chất âm nó đặc được khẳng định. Trong dịp Tết 2023 chuyển sang 24 này thì em đang bán rất là nhiều cái lắc 12, thì cái chất âm của nó quá hay luôn. Phải nói là khi anh em ghép những cái bộ dàn 20-30 triệu anh em chơi cặp này vào thì hết nước chấm luôn anh em nhé, rất là hay. Đó, vì nó cái sử dụng cái củ chép giống cái con S12 thì cũng sử dụng cái củ chép của lắc 12 đó, nhưng mà S12 giá 13.500.000 đó, anh em biết là có cái củ chép nó tiếng rất là đẹp anh em nhé. Đó, tiếng rất đẹp, tiếng rất hay, sạch đó, rất là hay. Súp thì ở đây em súp dùng quả súp 40 đó, súp 40 còn đây sử dụng con TVK 15m anh em nhé. Giá của nó hiện tại đang là 6.500.000. Con này thì đã rất nhiều anh em chơi rồi, rất nhiều anh em chơi, rất nhiều anh em dùng. Đó, tiếng nó sâu, đánh hay trong tầm 30-40m2 anh em nhé. Đó, còn đây là dàn máy của nó. Dàn máy của nó thì như anh em được biết, ngay từ lúc đầu sử dụng mic 75 rồi đúng không ạ. Con vang đây là một con vang rất là hay, con T10. Con này vang cơ lai số nhưng mà tiếng hay như vang số luôn anh em nhé. Tiếng hay như vang số luôn. Chỉnh eco reverb, effect EQ, mix music và sub. Và đường sub của nó là đường sub riêng nhé. Tiếng sub riêng. Và cái tiếng sub này thì không lẫn tiếng mic anh em nhé. Rất là hay, không lẫn mic. Và nó là một trong những cái con vang mà khẳng định với anh em là cái tiếng rất là ok, hay như vang số luôn anh em nhé. Tiếng hay, rất là hay. Giá chỉ có 2.400.000 thôi, mới 2.600.000. Với bộ cấu hình này thì em sẽ tặng cho anh em một lọc nguồn nhé, một lọc nguồn P10 giá 1.800.000. Con này lọc nguồn automat bảo vệ, đóng ngắt từng kênh 8 cổng anh em nhé. Hai cổng đằng trước anh em có thể là cắm điện 24/24 được. Giá nó là 1.800.000 thì với cái cấu hình này em sẽ tặng luôn anh em nhé. Đấy thì 1.000W một kênh 4.10 với giá là 9.500.000 anh em nhé. Một kênh là 1.000W anh em nhé, một kênh là 1.000W, thoải mái đánh loa luôn, vẫn dư công suất luôn anh em nhé. Sau anh em muốn nâng cấp đánh gì nữa thì đánh vẫn dư công suất, hoặc là anh em có thể chập hai kênh vào một đánh một quả sút cho căng anh em nhé. Đó, nói chung là chơi con đẩy này thì anh em yên tâm về cái chất âm, và thêm nữa là cái độ bền rất là cao. Nó có hiển thị nhiệt độ này, vòng quay quạt này, điện áp này và chế độ đánh. Đó, anh em có thể tham khảo nhé. Chọn bộ này là 31 triệu. Đấy, anh em có thể tham khảo và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm cái chất âm của nó anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có anh không? Chân trời khi mơ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Còn đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi gió lạnh. Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuông vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn những thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bão giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, đành nơi tình cầm tay anh nhé.
đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em. Bước sẽ thôi rời con đường xưa cũ. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.